Hiện nay thiên tai nhân họa rất nhiều. Làm thế nào biết được nơi nào an toàn, nơi nào không an toàn? Vấn đề này nói thật ra thì an toàn hay không an toàn không phải ở ngoại thân, mà là ở nội tâm. Nội tâm thanh tịnh thì an toàn, bất luận ở nơi nào cũng đều an toàn. Thân tâm không thanh tịnh thì không có nơi nào là an toàn. Vì sao vậy? Kinh giáo Đại Thừa đã nói nhiều như vậy, nói được rất tường tận như vậy, chúng ta phải có thể ghi nhớ, phải có thể ứng dụng vào trong đời sống. Trên kinh nói rất rõ ràng, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Nếu như cả đại địa chìm xuống nước mà thân tâm của mình bạn thanh tịnh thì bạn có thể chuyển được cảnh giới này. Xung quanh này chìm xuống nước, nhưng mảnh đất nơi bạn đứng sẽ trồi lên, biến thành đảo nhỏ. Bạn không chịu tai nạn này. Bạn có năng lực thay đổi đại địa. Nói thật ra, đại địa xảy ra tình huống gì thì đều là do lòng người cảm ứng mà gây ra. Tâm tham của chúng sanh quá nặng thì lũ lụt kéo đến. Tâm sân khỏe quá nặng thì núi lửa phun trào. Vì nên nói nhiệt độ trái đất đang tăng lên, đó là vì tâm sân hận quá nặng. Cho nên người học Phật phải biết, nếu tâm tham khởi lên thì lập tức nghĩ đến nước trên trái đất này dâng lên. Do ai gây ra? Tâm tham của chúng ta gây ra. Còn một chút không như ý thì lập tức nổi giận, nhiệt độ trên trái đất này sẽ tăng lên. Nếu có loại tâm cảnh giác này thì đây là gì? Nhân quả, tin sâu nhân quả thì họ sẽ không dám. Họ tự nhiên biết sẽ khống chế bản thân. Ngu si là nạn gió. Tâm tâm bất bình, cống cao ngã mạn, đây là động đất. Phật đã nói trên Kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi tin tưởng, chúng tôi không có mảy may hoài nghi. Vì sao vậy? Ngài nói đến nguyên lý trung cực. Vũ trụ này là do tâm hiện, do thức biến. Năng hiện là tâm tánh, sở hiện là vũ trụ. Năng biến là duy thức. Thức là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bởi vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên đã biến nhất chân pháp giới thành thập pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam độ. Thức biến. Trong thức có thiện ác, trong tánh không có thiện ác. Trong thập pháp giới bà nói, phía trên của tứ thánh pháp giới có hai tầng, là pháp giới Phật và pháp giới Bồ Tát. Các ngài có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, cho nên đó là tịnh độ. Hai tầng bên dưới là pháp giới duyên giác và pháp giới thanh văn. Các ngài có vọng tưởng, có phân biệt, không có chấp trước, cũng được xem là tịnh độ. Không có phân biệt chính là không có thiện ác. Trong lục đạo thì sao? Đó chính là có chấp trước. Có chấp trước thì không phải là tịnh độ, mà là uế độ. Họ có ô nhiễm. Trong ô nhiễm có thiện có ác. Cho nên thiện là ba đường thiện, ác là ba đường ác. Phải làm cho rõ điều này. Nó đến như thế nào? Vì sao lại có hiện tượng này? Ở đây nói về sự xuất hiện của vũ trụ, nguồn gốc
của hiện tượng đều là từ tâm tánh biến hiện ra. Bổn tánh của chúng ta vốn thiện, phải biết điều này. Bổn tánh vốn giác, vốn dĩ là Phật. Bạn không tin tưởng, không cung kính với Phật Bồ Tát, nhưng Phật Bồ Tát dạng phần cung kính đối với bạn. Đây là thật, không phải giả. Vì sao vậy? Thành tín cung kính là tánh đức. Người kiến tánh thì tánh đức của họ hoàn toàn hiện tiền. Họ kính bạn, bạn không kính họ. Vì sao bạn không kính họ? Phiền não của bạn che mờ đi thâm tánh rồi. Tánh đức của bạn không khởi tác dụng. Thứ khởi tác dụng là phiền não tập khí. Sự khác biệt giữa phàm và tánh là như vậy mà thôi. Cho nên mọi người không cần đi tìm nơi nào an toàn, mà ở tâm của bạn, tâm thanh tịnh là an toàn nhất. Thiện tâm thiện ý của bạn là an toàn nhất. Cho nên nhìn thấy nhiều tai nạn nhân họa như vậy, thì bạn phải từng giờ từng phút nghĩ đến đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Tiếp theo có 14 câu hỏi là một vị cư sĩ ở Đông Bắc đưa ra. Xin hỏi, những thứ được chế tạo ở nhân gian như vũ khí, pháo nổ, vân vân, liệu có làm tổn thương nghiêm trọng đến chúng sanh ở tầng không gian khác không? Bởi vì có người nhìn thấy trong một sát na khi pháo vừa nổ thì có rất nhiều chúng sanh bị nổ tung tóe máu thịt. Âm thanh con người nghe thấy là tiếng pháo, nhưng họ không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu của chúng sanh. Có thể dùng cách nào để chấm dứt việc làm pháo giết người không? Ngày lễ Tết thì mọi người đều vui vẻ chúc tụng, nhưng chúng sanh vô hình bị hại quá nhiều. Họ đều đang kêu cứu, hy vọng có người cứu họ. Nếu như vậy thì những người chế tạo pháo liệu có gánh nhân quả ngang với người chế tạo vũ khí hay không? Nếu không có người đưa ra điều này thì đúng là mọi người chúng ta đều lơ là. Lời ông ấy nói có đạo lý, có đạo lý. Chúng ta không hiểu rõ được tình hình của chúng sanh trong các tầng không gian khác. Người đắc thiên nhãn thông thì biết, họ nhìn thấy, họ nghe thấy, họ tiếp xúc được, hiểu rõ những tình hình thực tế này. Trong giới luật nghi quy của nhà Phật nói rất nhiều về sự việc này. Buổi tối ăn thứ gì, uống trà thì phải dè chừng, không được để bát đũa khua đụng ra tiếng. Vì sao vậy? Chúng sanh cõi ngạ quỷ nghe thấy âm thanh này rất khó chịu. Họ đang trong cơn đói mà không được ăn uống. Khi nghe thấy âm thanh bát đũa thì họ vô cùng khó chịu. Điều này ở trong giới luật Tổ sư Đại Đức nói rất rõ ràng. Có thể từng giờ từng phút vì chúng sanh mà suy nghĩ. Thí dụ như bước vào nhà vệ sinh,
Trong giới luật có. Vì sao phải gõ cửa 3 tiếng? Có chúng sanh ở trong đó. Chúng ta muốn dùng nhà vệ sinh thì gõ cửa báo để họ đi ra. Tránh việc chúng ta đột nhiên mở cửa, họ sẽ giật mình.